Sáng 29 tháng 4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Bình Thuận tổ chức khánh thành và thông xe hai dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45 và Phan Thiết Dầu Dây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu. Trong đó, điểm cầu chính đặt tại nút giao Phan Thiết, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thuộc đoạn Phan Thiết Dầu Dây. Điểm cầu còn lại đặt tại phía nam hầm Thung Thi, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, thuộc đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45. Tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hành lang vận tải Bắc Nam đóng vai trò vô cùng quan trọng là trục xương sống hành lang kinh tế vận tải huyết mạch của đất nước. Để tạo ra động lực đột phá, phát huy được tiềm năng lợi thế các địa phương trên hành lang này, tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đã được quy hoạch với tổng chiều dài 2.063 km từ cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn đến Cà Mau, đi qua 32 tỉnh, thành phố, đã hoàn thành đưa vào khai thác 642 km. Việc hoàn thành hai tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 và Phan Thiết Dầu Dây có vai trò ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Ninh Bình, Thanh Hóa nói riêng, của các địa phương lân cận, của vùng và đất nước nói chung. Vì vậy, để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư các dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức vận hành khai thác bảo đảm an toàn hiệu quả, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của người dân, nhất là những gia đình nhường mặt bằng cho dự án, tận dụng tối đa lợi thế của tuyến đường cao tốc để quy hoạch và phát triển không gian mới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự án cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 và Phan Thiết Dầu Dây khánh thành hôm nay cùng với cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết khánh thành vào ngày 19 tháng 5 sẽ tạm thời chưa thu phí xe qua lại.